chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về nghệ sĩ hài Minh Béo sau phiên tòa xét xử ở Mỹ. Minh Béo sẽ ra sao sau khi bị trục xuất khỏi lãnh thổ Mỹ? 8 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 12 theo giờ địa phương, tức khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 theo giờ Việt Nam, tại phòng xử W2, Tòa Thượng thẩm California, thành phố Westminster, California, đã diễn ra phiên tòa tuyên án cuối cùng dành cho diễn viên Minh Béo vì ba tội danh gồm quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé 14 tuổi và gã gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Theo đó, thì diễn viên hài Hồng Quang Minh, nghệ danh là Minh Béo, sang Mỹ lưu diễn từ ngày 18 tháng 3 tại California. Theo công tố viên quận Cam, ngày 20 tháng 3 Minh Béo tiếp nhận nhóm vũ công tham gia thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington biết Anh đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé 14 tuổi trong buổi làm việc ngày 23 tháng 3. Gia đình cậu bé nói trên báo lại sự việc cho cảnh sát. Ngày 24 tháng 3, Minh Béo bị Sở Cảnh sát thành phố Garden Grove bắt giữ vì ba tội danh liên quan đến tình dục trẻ em. Ngày 28 tháng 3, Văn phòng Biện lý quận Cam, California, nước Mỹ đưa thông cáo báo chí về vụ việc này. Tối cùng ngày, các kênh truyền hình địa phương cũng đã đưa tin, trong đó có kênh truyền hình ABC nổi tiếng. Ngày 29 tháng 3, tại buổi họp báo công bố dự luật mới của bang California, ông Tony Rakowkes, chánh biện lý quận Cam, thông báo về số tiền bảo lãnh lên tới 1 triệu USD. Trong phiên tòa luận tội đầu tiên ngày 15 tháng 4, bị cáo Minh Béo không nhận tội, chánh án tòa vẫn giữ nguyên mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu USD. Trong phiên tòa thương lượng ngày 13 tháng 5, luật sư mới của Minh Béo là bà Mia Yamamoto xin dời ngày xét xử sang 27 tháng 5. Đến ngày 27 tháng 5, bà Mia Yamamoto tiếp tục yêu cầu dời ngày thương lượng sang 29 tháng 6 và đề nghị hủy bỏ ngày ấn định phiên sơ thẩm, tức là ngày 10 tháng 6 trước đó được đưa ra yêu cầu này đã được chánh án Dres Johnson đồng ý. Và sau đó, phiên tòa tiếp tục bị dời hai lần nữa trước khi Minh Béo chính thức nhận tội vào phiên sơ thẩm ngày 11 tháng 8. Từ Mỹ, ông Bầu Dũng Taylor cho biết, tại phiên tòa ngày 16 tháng 12, Minh Béo được công bố mãn hạn tù vào ngày 19 tháng 12. Sau đó, năm diễn viên sẽ được chuyển sang nhà tù của sở di trú để chờ đợi làm thủ tục trục xuất về Việt Nam. Ông Bầu Dũng Taylor cho hay, phiên tòa diễn ra rất nhanh chóng, chỉ trong vài phút. Thẩm phán Terry Lynn Pester là người chủ trì phiên tòa tuyên án. Luật sư Poppy Tathavi, đại diện bên công tố, và luật sư Mia Yamamoto vẫn là người đại diện cho Minh Béo. Tại phiên tòa, thẩm phán Pester yêu cầu Minh Béo phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường số tiền 300 USD cho tiểu bang và 70 USD cho quận hạt. Minh Béo đồng thời phải cung cấp mẫu DNA cho tiểu bang và địa phương, phải ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời nếu sinh sống, đi học, đi làm tại California. Tất cả số tiền phạt sẽ phải đóng cho cơ quan quản chế. Với tội danh và mức án không thay đổi, chánh án tuyên bố Minh Béo sẽ hoàn thành bản án vào ngày 19 tháng 12. Sau đó, Minh Béo sẽ có 3 ngày để hoàn tất mọi thủ tục với Sở Di trú việc trục xuất về Việt Nam. Như vậy, Minh Béo sẽ lên máy bay về nước vào ngày 22 tháng 12, kịp ăn Tết dương lịch tại Việt Nam. Theo ông Bầu Dũng Thay Lo, Minh Béo xuất hiện tại phiên tòa trong màu áo cam, khá rụt rè và khép nép, né tránh những người tham dự phiên tòa. Anh khép mình sau song sắc, chỉ trao đổi với luật sư riêng là bà Mia Yamamoto và thông dịch viên. Minh Béo ốm hơn trước khá nhiều, được nhận xét là chấp hành nghiêm chỉnh trong quá trình thủ án là luật sư đại diện của Minh Béo, bà Mia Yamamoto có mặt tại phiên tòa từ 9 giờ sáng, tức khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Anh trai Minh Béo là ông Hồng Phước Kiên cũng có mặt từ rất sớm. Tuy nhiên, ông từ chối chia sẻ với báo giới về kết quả buổi tuyên án và lặng lẽ ra về ngay sau khi kết thúc phiên tòa. Được biết, trong phiên điều trần trước tòa hồi ngày 10 tháng 8. Sau khi thương lượng, Minh Béo đã nhận hai trong 3 số tội danh và bị tuyên án 18 tháng tù giam. Cách đây vài hôm, đã xuất hiện trăm trang thông tin Minh Béo sẽ được mãn hạn tù và được trở về Việt Nam trước Giáng sinh do quá trình tạm giam có hạnh kiểm tốt. Ông Bầu Dũng Taylor nói, Đúng như dự đoán của tôi, sau 268 ngày ở tù tại quận Cam, bang California, Cơ hội Minh Béo về Việt Nam ăn Tết dương lịch rất cao. Sau khi được phóng thích, Minh Béo phải thực hiện một loạt nghĩa vụ quy định đối với cơ quan quản chế, nạn nhân và gia đình nạn nhân. Dù đã có tin đồn trước đó rằng Minh Béo sẽ được về nước trước lễ Giáng sinh, nhưng phán quyết của tòa vẫn khiến dư luận hết sức bất ngờ. Theo chị Ngọc Lan, một phóng viên người Việt sống ở California, vào khoảng 13 giờ 55 phút Minh Béo mới xuất hiện ở nơi dành cho nghi can và phạm nhân. Trong Minh Béo mập mạp hơn so với lần đầu xuất hiện và chuẩn bị một tấm trong như giấy cắt tông lớn để che mặt nhằm né tránh báo đài. Tại phiên tòa, chánh án Terry Lynn Paster là người chủ tọa, còn luật sư Bobby Tathavi là đại diện bên cơ quan công tố. Ông Bobby thông báo rằng gia đình nạn nhân bãi nại và không có mặt tham dự phiên tòa tuyên án. Phóng viên này tiết lộ nguyên văn của chánh án nói với Minh Béo như sau. Ông đã ở đây 268 ngày, cộng với 268 ngày được tính thêm do hạnh kiểm tốt, tổng cộng là 536 ngày. Căn cứ vào đó, ông đã được phóng tích từ nhà tù địa phương, dù rằng tội của ông được quy định ở tù tiểu bang. Theo lời của bà Baxter, thì Minh Béo được tặng gấp đôi số ngày thủ án tù giam là nhờ hạnh kiểm tốt. Chị Ngọc Lan còn cho biết thêm, Minh Béo còn bị bắt buộc thực hiện một số quy định như không được quấy rối, tấn công, đe dọa, sỉ nhục, đi theo hoặc phá hủy tài sản thuộc về tinh thần lẫn thể chất của nạn nhân, không được xâm phạm sự an toàn, ngăn cản sự di chuyển của nạn nhân, không được sở hữu súng, vũ khí, chất gây nổ, nếu có phải giao nộp cho cơ quan công quyền trong vòng 24 giờ sau khi được phóng thích không được ngăn cản nạn nhân và nhân chứng đến tòa mang theo những bằng chứng chống lại nghi can, không được tìm cách lấy địa chỉ nơi ở của nạn nhân và gia đình nạn nhân, không được tìm cách liên lạc với nạn nhân và gia đình nạn nhân bằng thư tay hoặc qua hệ thống điện toán, ngay cả nhà người trung gian, ngoại trừ một vị luật sư, không được đến gần nạn nhân trong vòng 100 gia, tức là khoảng 91 mét Minh Béo có được đón Giáng sinh ở Việt Nam hay không, tùy thuộc vào thủ tục trục xuất lâu hay mau. Trao đổi với giới phóng viên sau phiên tòa, luật sư Bobby Tathavi nói rằng vấn đề chờ bao lâu cho thủ tục trục xuất tùy thuộc vào thẩm quyền liên bang. Minh Béo có khả năng bị sở di trú thuộc Bộ Nội An giữ lại. Theo thường lệ, khi thực hiện xong án tù tiểu bang, anh sẽ thuộc thẩm quyền của liên bang, nên rất khó có thể đưa ra mốc thời gian những chuyện kế tiếp sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên theo luật Mỹ, đến ngày 19 tháng 12 Minh Béo đã thực hiện xong án tù giam thì nhà tù phải thả anh ra. Và lúc này anh thuộc quyền quản lý của sở di trú. Trong khi đó Minh Béo có 72 giờ đồng hồ để trình diện với cơ quan quản chế, nên trước thời hạn này sở di trú sẽ không thể trục xuất Minh Béo. Tức là ít nhất Minh Béo sẽ không thể bị trục xuất cho đến ngày 22. Theo chị Ngọc Lan, thông thường khi trục xuất, người của sở di trú sẽ còng tay và dẫn người bị trục xuất ra phi trường, đề phòng có khi họ bỏ chạy. Để cho tế nhị, họ sẽ phủ một chiếc áo màu vàng lên tay người bị còng để người ngoài không nhìn thấy. Sau khi đưa người bị trục xuất lên máy bay, họ sẽ tháo còng xem như xong phận sự. Trong phiên tòa nhận tội hồi tháng 8, chánh án Derek Johnson đã thông báo với Minh Béo rằng vì anh không phải là công dân Mỹ nên sau khi thi hành án xong, nghệ sĩ này sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ, đồng thời bị từ chối quay trở lại, bị từ chối cho trở thành công dân Mỹ. Theo thông cáo từ văn phòng biện lý quận Cam, Minh Béo sẽ bị ghi tên suốt đời vào danh sách những người tấn công tình dục. Trong thời gian tạm giam đã có lúc tinh thần Minh Béo bị sa sút nghiêm trọng, anh giảm gần 20 kg rồi sau đó có tin đồn Minh Béo tự tử trong nhà tù. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Minh Béo đã lấy lại được tinh thần và phục hồi được sức khỏe. Thậm chí ở trong thời gian khó khăn này, diễn viên hài còn viết kịch bản cho sân khấu của anh. Được biết, sân khấu hài sau Minh Béo chính là tâm huyết của anh. Vì vậy, diễn viên hài này mới quyết tâm dùng sức để làm lại tất cả khi có thông tin này nhiều người đã nghĩ đến con đường quay về với nghề diễn của minh béo sẽ ra sao theo như bản cáo trạng buộc tội minh béo thì những tội danh của anh khá nhạy cảm và khán giả sẽ có cái nhìn nghiêm khắc với anh chẳng ai biết trước được tương lai sẽ diễn ra như thế nào nhưng trong trường hợp của minh béo thì ai cũng hiểu khi quay lại công việc anh sẽ gặp phải khó khăn rất nhiều nếu như các nghệ sĩ trẻ việc xây dựng sự nghiệp của họ chỉ khó khăn một phần thì riêng Minh Béo lại khó khăn càng nhiều hơn. Anh sẽ phải dày công gây dựng lại cả niềm tin cho dư luận bởi những việc anh làm không phải khán giả nào cũng dễ dàng tha thứ. Thêm vào đó, thời gian Minh Béo bị giam giữ tại Mỹ, nam diễn viên đã mất đi vị trí MC của chương trình Toàn dân Lục Lạc Phàng. Đây là một tổn thất vô cùng lớn trong sự nghiệp của Minh Béo vì để được vị trí trong lòng người dân khắp vùng miền, Nam diễn viên đã phải mất hơn 5 năm để gây dựng. Bên cạnh đó, việc Minh Béo có tâm huyết với sân khấu của mình cũng là một thách thức. Theo thực tế, tình hình chung của các sân khấu thường lỗ nhiều hơn lời và sân khấu của Minh Béo cũng ở trường hợp như vậy. Vì thế, việc Minh Béo trở về cũng phải đối mặt với vấn đề của sân khấu. Đây trở thành một thách thức lớn với nam diễn viên hài và hành trình trở lại rồi xây dựng sự nghiệp của mình Béo thật sự vô cùng nan giải. Dũng Taylor, chồng của Thu Phương cũng chia sẻ, cùng là người Việt và ai cũng một lần phạm lỗi dù lớn hay bé, cũng nên cho người và cho mình một cơ hội làm lại từ đầu. Hãy buông thả để người được nhẹ nhàng, âm thù hận không khác gì mình uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết ông bầu nổi tiếng động viên minh béo và cũng mong khán giả việt nam bỏ qua phần nào lỗi lầm cho minh béo để người nghệ sĩ có thể lại bắt đầu cuộc sống mới sửa chữa lỗi lầm và tiếp tục với đam mê nghệ thuật của mình <laughs>